lên, cởi lên. Anh không có được đi tí nào không? Thôi, lòm dòm thế. Bây giờ đi về dễ này, cô Hùng ơi. Đi không? Về dễ, ờ, để đấy. Để đấy. Nhưng mà cái này đéo có cái đeo, nó hết pin rồi, tôi phải để này vừa sạc vừa ấy. Con đưa đây mũ đi. Mũ hỏng mẹ. Đâu có keo gắn ạ. Từ tối thứ bảy tuần trước còn gì nữa, đến tối thứ bảy tuần này là một tuần. Tưởng dài hóa ra còn ngắn, không sợ hết hồn. Tưởng nó dài, ngắn một đoạn. Ngắn một tí mà chẳng qua chúng nó đi chậm. 20 mét. Chúng nó đi chậm thì cảm giác là dài. Tưởng đi xuống dưới kia thì đúng rồi. 20 mét rồi mà. Hết địa máu. Đúng rồi. Nhìn đây là dài, xuống có 20 mét. Thì bảo chúng nó đi chậm ấy thì nhìn trong video thì nhìn cảm giác nó dài thì ra một tí. Mỗi lần em ăn một miếng, đến qua cũng có 4-5 gói. Tiếp. Đấy là còn bút tôm chui đấy. Bút chui không biết là ăn bao nhiêu. Lấy có một đội hạt lây đi, đi cùng mấy thằng, hai thằng Z1000 này, à, Kawasaki ấy, đi ra. Đằng sau có một đội hạt lây đó. Đội đấy làm sao dám đi làm sao được con đấy như thế này. Hạt lây được, nó vẫn đi, anh nó đi lên trên kia thôi. Tôi tưởng là rất là xuống đây nữa thì nó không đi nổi, nặng. Gọi tôi nội không, chở đi. Mình đi chả gặp ai mà đi bọn đàn rồi. Mình nghe ông sớm lắm rồi. Mượn tí đồ ăn nhé. Có một xe lướt à? Không ơi, cái đường bên phải thoải lắm. Nhưng mà có một đoạn, mình đi xuống, cái đoạn lúc mình đi xuống là đoạn dốc. Nhưng nó có một đoạn đường nữa rồi, thoải lắm. Bên trái à? Cứ bên phải hết, từ trên xuống, trên xuống là bên phải. Còn đây là từ bên trái. Cứ bên trái hết. Đừng có rẽ phải là nó có đoạn dốc. Biết đây rồi.
lên đi. Đi bộ lên, mày đi bộ ừ. lên á, anh nó tập phải đi 20 phút không đúng lên rồi. Thôi. Áo không có túi bên này không? Nặng lắm. Túi ở đây này. Không có à? Túi để cái sạc này. Đây. Hay ông khoác tạm áo tôi này. Đấy. À có túi bên này không? Có đúng không? Tôi biết. Có đây, để cái sạc. Túi giả. Túi giả. Thế thì bỏ áo đấy ra khoác cho tôi này. Qua ô tô ấy, qua ô tô thì nó có cái sạc. Được sạc không rồi. Đi mệt lắm. Em lên đây anh kèo. Tới chỗ nào khó em xuống đủ. Anh kéo cho nó ấy. Anh Hùng đang bảo nhé. Lên anh nhèo. Thứ nhất em gì nữa. Nhanh không nhanh là anh chiếm cho lót đấy. Chơi đi. Anh giữ. Anh giữ làm sao được. Nhìn người anh này. Muốn cái xương không em bảo anh giữ. Em bảo ngát thế này. Ngát mới là quán tính nó nặng hiểu không. Không thể đau. Con này nó tưởng phát xuống thôi nè. Đau ấy. Bản tính lớn là không có sao. Đây, đây. Cái này ngừng. Cái gì đấy? Đây ông xóa bên tay trái bên này. Không còn đóng cúc nữa mà lóng, không còn đóng cúc đâu. Không còn đóng cúc đúng không? Không còn lóng, không còn đóng cúc. Con mang về như Trung Quốc đấy nhé. Chưa bà? Thì quang dưới người ta không biết đâu. Đấy em à. Cậu nhìn cái đường cậu. Tại vì người ta không chịu quăng xuống dưới. Không à. Mọi người đi theo để có gì. Phải cần không? Anh đi kiểu gì cũng đi trước xuống mà. Có người đi sau mà. Đuổi được xe máy. Không sao, các chú đuổi xe máy, các chú đi bộ còn khướt. Nặng lắm, đi mệt lắm. Sao nó cúp đây? Này có thằng nó đi nhầm cái đỉnh đồi ấy. Mấy thằng đi, lúc đó là thằng một thằng nữa. lúc tôi lên rồi đi bộ xem đường thì ông đi nhầm. Cái này tháo mũ gì vậy? Đấy, bấm cái đồ đỏ. Bấm cái đồ đỏ. Đây đây. Đấy, bấm cái đấy. Bấm cái đấy, rút ra. Đấy, cứ bấm dư đấy. Rồi. Cắm vào đi, cứ cắm vào không phải bấm dư. Bật chưa? Được rồi. Bật rồi gì? Đang bật đấy, đang quay này. Không, phải đi mẹ tới nơi đi. Quá đâu? Đi ra đâu bao giờ không đi về, nhưng mà lên đây chụp kiểu một mình một đấy này thì sợ này. Em sợ là đi kiểu hai bên có đường đi nhỏ ấy. Ờ, đi bây giờ.